Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Manna buổi sáng của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có những tiết mục sau: chuyên mục Lời Chúa và Suy Niệm, chuyên mục Hạnh Các Thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Giêsu Kitô, Matthew chương 1. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Giuđa và các anh em ông này. Giuđa ăn ở với Tama, sinh Peret và Zerach. Peret sinh Chetron, Chetron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachson, Nachson sinh Salmon, Salmon lấy Rachab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Ovet, Ovet sinh Jesse, Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Rechab-am, Rechab-am sinh Aviza, Aviza sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziza, Uzziza sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Chít-giza, Chít-giza sinh Mơ-na-se, Mơ-na-se sinh Amon, Amon sinh Yô-si-gia, Yô-si-gia sinh Giê-con-gia và các anh em vua này. Kế đó là thời Lưu Đày ở Babylon. Sau thời Lưu Đày ở Babylon, Giê-con-gia sinh San-ti-en, San-ti-en sinh Zerub-ba-ven, Zerub-ba-ven sinh A-vi-hút, A-vi-hút sinh En-gia-kim, En-gia-kim sinh A-do, A-do sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-khim, A-khim sinh Elihud, Elihud sinh Elada, Elada sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Truyền tin cho ông Giuse. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến, báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: "Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Thank you.
một bé gái được sinh ra ở ngôi làng Nazareth thuộc vùng Galilee, nước Do Thái, cách đây hơn 20 thế kỷ. Trong một xã hội trọng nam khinh nữ, điều ấy đâu có gì là quan trọng. Nhưng dưới mắt Thiên Chúa, em bé này thật là một kiệt tác. Bởi lẽ, tất cả những gì tốt đẹp nhất làm được thì Ngài đã ban cho em. Ngay từ khi em còn trong bụng mẹ, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho em một sứ mạng hết sức lớn lao. Sứ mạng trở nên mẹ của Đấng Cứu Thế, mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể. Em bé ấy tên là Maria. Hôm nay Hội Thánh mừng sinh nhật của Đức Maria. Ngày bé gái Maria chào đời, Thiên Chúa chan chứa mừng vui và hy vọng. Maria vừa là quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa cho nhân loại, vừa là đại diện của nhân loại để đón nhận ơn cứu độ từ trời cao. Thiên Chúa cần một người mẹ xứng đáng cho con một của mình. Ngài muốn con của mình được sinh ra từ cung lòng của một phụ nữ, để người con chí thánh ấy thực sự là người trọn vẹn. Maria được chọn để làm người mẹ ấy, dù chẳng có công chi. Vì thế, ngay từ giây phút đầu tiên, khi thai nhi Maria còn trong bụng mẹ, Thiên Chúa đã ưu ái ban dồi dào ơn thánh, đã bao bọc em trong tình yêu. Em được gìn giữ khỏi những vết nhơ của tội nguyên tổ. Nhưng những ơn siêu phàm của Thiên Chúa không bóp chết tự do, không cưỡng ép Maria phải chấp nhận một định mệnh có sẵn. Dù Thiên Chúa đã dành cho Maria một chỗ trong chương trình cứu độ, bé gái Maria đã lớn lên, đã thành một thiếu nữ, đã đính hôn với Giuse. Chị Maria đã đi con đường tự nhiên của các thiếu nữ Do Thái. Ơn Chúa tuy không làm cho Maria mang bề ngoài khác hẳn mọi người, nhưng vẫn âm thầm hoạt động mãnh liệt nơi tâm hồn của chị. Maria đã mềm mại để Thiên Chúa thì thầm với mình về dự định của Ngài. Dự định ấy có thể làm đảo lộn những gì chị ước mơ. Khác với bà Eva, chị tự nguyện buông đời mình để Chúa sử dụng. Cả tình yêu và hôn nhân với Giuse bây giờ cũng mang ý nghĩa mới. Maria tin tưởng để Thiên Chúa dắt mình đi vào những lối chưa tường. Bài tin mừng hôm nay về mầu nhiệm nhập thể gồm 3 tiếng xin vâng. Tiếng xin vâng thứ nhất của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, được thụ thai bởi quyền năng Thánh Thần để cứu dân mình khỏi tội. Tiếng xin vâng thứ hai của Đức Maria, cô trinh nữ làng Nazareth. Maria đã đón lấy Đấng Cứu Thế bằng cả tâm hồn và thân xác mình. Tiếng xin vâng thứ ba của Thánh Giuse, người bạn đời của Đức Maria, nghe lời trong giấc mơ và vâng lời khi thức dậy. Nhờ tiếng xin vâng này mà Con Thiên Chúa có chỗ dựa của người cha và Maria được tiếp nhận như một người vợ đàng hoàng. Mỗi lần mừng sinh nhật của mình, chúng ta lại nhớ đến ước mơ của Chúa về ta. Vẫn cần những tiếng xin vâng của tôi để Thiên Chúa cứu cả thế giới.
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ, tinh tuyền và trong ngần như dòng suối. Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên những nỗi buồn phiền. Một quả tim hào hiệp dám hiến thân, dịu dàng để cảm thông. Một quả tim trung thành và quảng đại, không quên ơn, không báo oán. Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn, yêu mà không mong được yêu lại, hân hoan xóa mình đi để con của mẹ có chỗ trong lòng người khác. Một quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những kẻ vô ơn, không chán nản trước người lạnh nhạt. Một quả tim khắc khoải, lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô. Quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời. Amen. Ngày 8 tháng 9, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Giáo hội mừng kính ngày sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria từ thế kỷ thứ 6. Ngày sinh nhật được chọn trong tháng 9 vì Giáo hội Đông Phương bắt đầu niên lịch phục vụ từ tháng 9. Ngày 8 là vì lễ vu nhấm nguyên tội là ngày 8 tháng 12, 9 tháng trước. Kinh Thánh không đề cập gì đến việc hạ sinh Đức Maria. Tuy nhiên bản văn mà người ta cho là phúc âm nguyên thủy của Thánh Giacôbê có đề cập đến sự kiện này. Bản văn này không có giá trị lịch sử, nhưng nó cho thấy quá trình sùng đạo của Kitô hữu. Theo bản văn, bà Anna và ông Joachim vì hiếm muộn nên cầu xin cho được một đứa con. Họ được hứa cho một người con mà trẻ này sẽ giúp hình thành kế hoạch cứu chuộc trần gian của Thiên Chúa. Câu chuyện trên cũng như nhiều câu chuyện khác trong phúc âm cho thấy sự hiện diện quan trọng của Thiên Chúa trong cuộc đời Đức Maria từ khi khởi đầu. Thánh Augustine nối kết việc sinh hạ của Đức Maria với công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu. Thánh nhân nói trái đất hãy vui mừng và bừng sáng về việc sinh hạ Đức Maria. Ngài là bông hoa trong cánh đồng mà từ đó đã nảy sinh hoa huệ quý nhất vùng châu thổ. Qua sự sinh hạ của Ngài, bản chất mà chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ đã thay đổi. Lời bàn: chúng ta có thể xem việc sinh hạ của mỗi người là lời mời gọi đem hy vọng đến cho thế gian. Qua tình yêu, hai cha mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. Họ có thể đem lại hy vọng cho một thế giới lao nhọc. Vì mỗi đứa con đều có thể trở nên máng chuyển tình yêu và bình an của Thiên Chúa đến cho thế giới. Điều này thật đúng với Đức Maria. Nếu Đức Giêsu là sự biểu lộ tuyệt đối của tình yêu Thiên Chúa, thì Đức Maria là điềm báo của tình yêu ấy. Nếu Đức Giêsu đã hoàn tất công trình cứu chuộc, thì Đức Maria là bình minh hé mở của công trình ấy. Việc mừng sinh nhật đem lại niềm vui cho chính cá nhân cũng như gia đình, bạn hữu. Ngoài việc giáng trần của Đức Giêsu, việc sinh hạ Đức Maria đã đem lại niềm vui lớn lao nhất cho nhân trần. Mỗi khi chúng ta mừng sinh nhật của Ngài, chúng ta có thể hy vọng chắc chắn là sự bình an trong tâm hồn chúng ta và trong thế giới sẽ gia tăng. Lời trích: ngày hôm nay bà Anna hiếm muộn vỗ tay reo mừng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.